chào tất cả các anh em đang xem video của mình. Ở video lần này thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả các anh em về một cái khớp gọi là khớp cật đan ha. Cái đó là gọi là cái truyền động cật đan. Đây. Thì cái video này tuy là rằng là cái trục cật đan này nó rất là đơn giản. Các anh em mình thường hay nghĩ nó là rất là đơn giản, nhưng mà thực tế ra là nó không hề đơn giản tí nào. Thì đây là cái trục cật đan. Này các anh em mình xem nè. Đây, trục cật đan này đối với cái dòng xe tải ba chân này thì nó sẽ nối từ hộp số đi xuống dưới cầu ha. Và từ cầu nó sẽ xuống cầu nữa, nó nhờ vào một cái trục cật đan phía sau nữa ha. Đấy, một cái trục cật đan phía sau nữa. Đấy. Thì đó là được gọi là cái truyền động cật đan. Đối với cái dòng xe tải là nó sẽ nối từ hộp số xuống cầu. Còn đối với cái dòng xe du lịch mà truyền động bánh trước, truyền động cật đan này nó sẽ lấy từ nguồn từ cầu và nó sẽ nối ra bánh xe ha. Đấy. Còn đối với những cái dòng xe tải mà cái bánh sau này này, cái bánh cầu sau này nó dờ ra phía sau thật là xa, thì chính giữa cái trục cật đan này thì nó sẽ có lắp thêm một cái ổ bi, người ta được gọi là ổ bi quăng treo ha. Nó sẽ treo cái trục cật đan này lên để cho đan chúng ta nó quay, trong quá trình nó quay nó không khô, không bị bỏng và không bị rung lát ha. Đó là coi như là cái vị trí lắp để cho các anh em mình có một cái nhìn tổng thể. Và cái trục cật đan này về nguyên lý nó là truyền động giữa hai cái trục chuyển động mà nó không nằm trên cùng một mặt phẳng, thì trên ô tô người ta sẽ dùng tới cái truyền động cật đan này. Ví dụ như các anh em mình hãy để ý là cái hộp số chúng ta nó cao hơn nè, đúng không? Nhưng mà đi xuống đây là cái cầu nó sẽ thấp hơn. Đấy. Thì nó sẽ nối giữa cái hộp số và cầu này, nó sẽ không có cái sự đồng phẳng. Cho nên nó sẽ dùng cái khớp trục cật đan này để nó khử cái vấn đề đó. Thì ở video lần này thì mình sẽ nói về cấu tạo và cũng như là nguyên lý hoạt động và những cái hư hỏng thường gặp và một số lưu ý khi chúng ta lòm về cái trục cật đan này. Thì các bạn mà xem video mà thấy hay thì hãy bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình ha. Rồi. Rồi, đây là cái trục cật đan mà tất cả các anh em mình đều biết ha. Đây, thì mình sẽ nói về cái cấu tạo của cái trục cật đan này nó như thế nào ha. Ví dụ như là cái xe chúng ta là xe tải thì một cái đầu sẽ lắp với hộp số là cái đầu này ha. Lắp với cái cầu là cái đầu bên này ha. Đấy. Thì nếu mà ở cái dòng xe, tất cả các loại dòng xe từ mà có một cái cầu sau nữa thì nó sẽ lắp thêm một cái trục như thế này nữa ha. Đấy. Thì nó sẽ nối từ cầu tới cầu. Về cấu tạo thì nó sẽ bao gồm những cái trên cái trục này nó sẽ có hai đoạn ha. Đoạn bên này và đoạn bên này thì nó sẽ liên kết lại với nhau bởi một cái rania, và cái hai cái đoạn này nó thay đổi kích thước được cho nhau, tại vì nó là rania dọc trục, cho nên là cái khoảng cách của cái trục cật đan này nó có thể thay đổi. Đấy. Và ở hai đầu này nó sẽ có hai cái bộ đoạn chữ thập ha, bộ đoạn chữ thập này và bộ đoạn chữ thập bên này. Đấy, cho các anh em mình biết ha. Đấy. Để cho tất cả các anh em mình sẽ có một cái nhìn tổng thể. Và trên đặc biệt ở trên cái đầu, trên cái trục cật đan này, khi mà người ta gia công thì người ta sẽ làm căng bằng động, cho nên là nó sẽ gắn cái một cái miếng sắt bên trên này để nó cho căng bằng động cho cái trục cật đan này ha. Rồi, ngoài ra trên trục cật đan nó sẽ có cái vú bơm mỡ. Đây, vú bơm mỡ là đây ha. Để cho tất cả các khi mà chúng ta bổ dưỡng thì chúng ta bơm mỡ vào vị trí này thì nó sẽ bôi trơn cái khớp rania bên trong này ha, nó chạy dọc trục để nó bôi trơn. Ngoài này thì nó sẽ có một cái đoạn cao su để cho nó bảo vệ cái mỡ đó, và đồng thời nó sẽ làm cho cái bụi bẩn nó không đi vào bên trong để nó phá hỏng các chi tiết bên trong ha. Rồi. Đó là về phần cấu tạo. Về phần nguyên lý hoạt động thì nó cái này thì nó đơn giản thôi. Thì khi mà
hộp số chúng ta vào số chúng ta quay thì nó sẽ truyền động xuống cái trục cực đen này và nó đưa xuống cầu ha. Và cái phần tiếp theo mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em là cái những cái bệnh mà nó thường gặp ở cái trục cực đen này. Thì cái bệnh đầu tiên đó là nó sẽ bị hỏng cái bộ lần chữ thập này ha. Đây nó sẽ hỏng cái bộ lần chữ thập này. Đây là cái bộ lần chữ thập. Đấy, đây là cái bộ lần chữ thập. Thì nó sẽ bị hỏng, lâu ngày nó sẽ bị hỏng, nó sẽ bị bể bi và cái ca bi ngay chỗ đây nó sẽ bị bể ra. Và cái dấu hiệu nhận biết đó là khi chúng ta xe chúng ta đề ba thì kéo tải á thì nó sẽ có phát sinh ra tiếng kêu và xe chúng ta nó không sẽ không đi liền được. Khi mà chúng ta buông chân ly hợp ra để đi thì xe phải mất một thời gian khoảng đoạn đường ngắn thì nó mới bắt đầu nó mới đi được. Đó là do nó bị bể cái bộ lần chữ thập này, dẫn đến tình trạng là nó bị tan cái độ rơ của cầu lên và xe chúng ta nó sẽ chậm quay hơn. Đấy, cho nên mình biết đó là cái hư hỏng chủ yếu của cái bộ lần cầu đen này. Một cái dấu hiệu dễ nhận biết mà khi chúng ta bị hỏng cái bộ lần cầu đen này đó là khi xe chúng ta chạy ở một dải tốc độ cao nhất định nào đó thì cái vô lan chúng ta nó sẽ bị rung ha, vô lan bị rung, cabin bị rung. Đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta dễ phát hiện ra là cái trục cực đen này đang bị hỏng bộ lần chữ thập. Đấy, đó là những kiến thức mình chia sẻ thêm cho tất cả các anh em mình đều biết ha. Cái hư hỏng tiếp theo nữa là lâu ngày chúng ta không bơm mỡ vào cái vị trí này ha, vào cái búa bơm mỡ này. Đấy, búa bơm mỡ này thì dẫn đến tình trạng là cái ống dẫn hướng này nó sẽ không làm việc được trơn tru. Thì khi mà xe chúng ta đi vào ổ gà thì nó sẽ phát ra cái tiếng kêu hoặc là tiếng vọng lên cabin rất là khó chịu. Đấy, đấy là cái một cái bệnh nữa mà mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em mình biết ha. Rồi thì những cái lưu ý mà khi chúng ta làm việc với bộ lần cực đen này ha, cho tất cả các anh em mình đều biết. Thứ nhất là chúng ta muốn mua vật tư thì chúng ta phải đo được cái hai cái thông số cơ bản để chúng ta mua được cái bộ lần chữ thập này. Thứ nhất là chúng ta đo cái đường kính cái chén của ổ bi này ha, đường kính ngoài của nó là bao nhiêu ha. Và chúng ta đo cái chiều dài từ mặt trên cùng này xuống mặt dưới cùng này là bao nhiêu. Đấy, chúng ta đo hai cái thước đó. Ví dụ như chúng ta đo cái chén này là 49 và chúng ta đo từ khoảng cách từ đây này xuống dưới này là 192 thì chúng ta sẽ có cái bộ lần chữ thập. Khi mà chúng ta đi ra quán vật tư thì chúng ta đọc là cái bộ lần chữ thập 49 nhân 192 thì người ta sẽ biết và người ta sẽ bán cho tất cả các anh em mình. Đấy, đó là cái lưu ý đầu tiên. Cái lưu ý thứ hai, khi các anh em mình lắp cái bộ lần chữ thập này, các anh em hãy để ý ha. Đây, các anh em mình thấy cái nọn này không? Khi mà chúng ta xỏ với cái nọn bên dưới này và cái nọn bên trên này, nó phải thẳng một đường thẳng như vậy đó. Đó, nó phải thẳng như vậy ha. Đó thì mới chính xác được. Khi các anh em mình mà chúng ta đạt lệch qua một rang hay rang của Rainier thì nó sẽ xuất hiện ra cái tình trạng là xe chúng ta chạy là nó sẽ bị rung cabin, rung vô lan. Đó là tình trạng mà chúng ta không có lắp đúng cái khớp của cái chữ thập ha, không lắp đúng cái chiều của cái chữ thập này. Đó, nó phải thẳng hòn như thế này này. Đấy, các anh em mình thấy không, thẳng hòn ha. Đấy, đó là cái lưu ý mà chúng ta khi mà chúng ta làm việc với trục cực đen ha, chúng ta phải lắp cho nó đúng chiều ha thì nó mới chuẩn xác. Hy vọng rằng là cái video này sẽ hữu ích cho tất cả các bạn là sinh viên, tất cả các anh em thợ là muốn nâng cao tay nghề thì sẽ được biết đến cái video này. Các anh em mình xem video thấy hay thì hãy bấm like, subscribe ủng hộ kênh giúp mình ha. Rồi các anh em cần phụ tùng ô tô thì hãy liên hệ với bên mình 0389898100. Mình chuyên bán phụ tùng bên cái dòng xe của Hyundai, Dell và phụ tùng semi remote. Rồi xin chào các em.